Dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, theo đó lượng rác thải phát sinh trong mùa dịch gia tăng đáng kể. Rác y tế từ các bệnh viện, khu cách ly tăng nhanh. Việc thu gom rác sinh hoạt cũng gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này trong sáng sớm nay tại quận Sơn Trà. Một ngày mới của những công nhân này bắt đầu từ 5 giờ sáng. Áo quần bảo hộ để sẵn sàng lên xe. Tất cả các phương tiện đều được sát khuẩn. Sau đó, các xe tỏa đi khắp nơi, các con đường, ngõ phố. Công ty bố trí là 7 xe cơ giới để phục vụ huy động 100% quân số chúng ta thực hiện. Khu mà cách ly y tế tập trung á, thì rác sinh hoạt sẽ xí nghiệp sẽ bố trí một chuyến xe riêng để thu gom vào cuối giờ chiều cho tất cả 13 điểm khu cách ly y tế tập trung trên địa bàn quận Sơn Trà. Thì sau khi được phân loại rác, thì rác sinh hoạt tại các khu y tế thì mình sẽ thu gom, còn là rác y tế mà có nguy cơ lây nhiễm cao á thì sẽ có một đơn vị có chức năng về rác thải nguy hại sẽ thu gom tại vị trí đó. Cũng may sáng nay trời dịu, có mưa, rác ướt nặng khó thu gom vận chuyển hơn, nhưng bù lại mặc bộ đồ bảo hộ này đỡ nóng hơn. Đối với quận Sơn Trà, có nhiều phương cách ly y tế và đã trải qua thời gian dài, ai ở đâu ở yên đấy, nên việc thu gom rác phải bảo đảm kịp thời, không để tồn động. Đi đường là thấy là nãy giờ lắm, đi toàn là trở đầu khăn đó. Đúng lộ trình của mình là đi vòng tròn đẹp, nhưng mà khi chặn đường này là em đi trở đầu miết. Và thứ hai nữa là trời nắng hoàng nào bộ đồ này là thiệt đó. Em đi chịu không nổi gì, rón lắm, anh em rón lắm đó, mà cũng phải rón thôi. Thì tình hình chung mà. Khổ nhất vẫn là những công nhân thu gom rác trong các kiệt hẻm nhỏ. Công nhân phải kéo thùng đi bộ nhiều cây số, đường hẹp quanh co để lấy từng đùm rác trong dân. Vì trong thời gian giãn cách nên người dân đều ở trong nhà, nên việc thu gom lấy rác đều do một mình công nhân môi trường đảm nhiệm. Thời gian thu gom kéo dài buộc họ phải bắt đầu công việc này sớm hơn rất nhiều so với ngày thường. Cái kiệt hẻm như em đi bộ đây, đi bộ như thế này, nó nhỏ thì thành ra là mình phải đi sớm hơn, ví dụ như 3 giờ sáng đi vào trong kiệt, nó rất là khó khăn, về mùa mưa, rất nhếch nhác và cái sức nặng của hắn thì nó tăng lên gần gấp đôi. Nắng thì thôi khỏi phải bàn nữa, một bộ đồ nên là mang cái tính chất là hắn tăng cường về mình, cái sự bảo vệ mình chắc chắn hơn một chút, nhưng mà sức khỏe mình hơi nóng đấy, và nó tiêu hao năng lượng hơn nhiều. Nên là bọn em cũng cố gắng để mà phục vụ cho nó ổn thỏa. Theo xí nghiệp môi trường quận Sơn Trà, mỗi ngày đơn vị thu gom khoảng 100 tấn rác thải sinh hoạt và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác. Cái khó nhất là do nhiều tuyến đường đã lập chốt cứng nên lộ trình thu gom vận chuyển rác gặp không ít khó khăn. Khó khăn ở trong đợt dịch này á là tất cả trên địa bàn quận Sơn Trà được phong tỏa cứng, thì sẽ lập khoảng trên 1.000 chốt và tất cả các chốt nhỏ trên địa bàn khu dân cư, thì gây ảnh hưởng khó khăn đầu tiên đó là tuyến đường và công việc phục vụ thì cũng vướng mắc nhiều cái là không có thể vào các chốt để thu gom trực tiếp cho người dân. Nhưng sau một thời gian nhất định phối hợp với chính quyền địa phương thì các chốt đã được thông thoáng để khi công nhân vào thu gom sẽ mở chốt và ra vào chốt đảm bảo hơn. Để đảm bảo sức khỏe, các công nhân được ưu tiên tiêm vaccine và xét nghiệm 3 ngày một lần và có đồ bảo hộ an toàn. Nhưng các công nhân môi trường vẫn lo lắng khi hàng ngày phải tiếp xúc với môi trường có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Tuy nguy hiểm, nhưng trách nhiệm và nhận thức được ý nghĩa công việc của mình, những công nhân môi trường đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành tốt các công việc được giao.